Theo thông tin từ trang Babel của Ukraine, bà Marianna Budanova, vợ của ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự của Ukraine, đang được điều trị tại bệnh viện sau vụ nghi bị đầu độc. Kiev hiện tại đã mở cuộc điều tra về hành vi mà họ mô tả là giết người bất thành. Các chất được tìm thấy trong cơ thể bà Budanova không được dùng trong cuộc sống hàng ngày hoặc các hoạt động quân sự. Sự hiện diện của các chất này có thể cho thấy hành vi cố gắng đầu độc có chủ ý. Bà Bell còn cho biết một số nhân viên cơ quan tình báo quân sự của Ukraine khác cũng đang được điều trị vì nghi ngờ bị đầu độc. Trong khi đó, một nguồn tin giấu tên xác nhận với AFP rằng thông tin trên là chính xác. Nguồn tin này nói rằng bà Budanova đã trúng độc và đang được điều trị, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết. Bà Budanova, cố vấn của thị trưởng Kiev Vitali Kisto, được cho là phải nhập viện sau khi sức khỏe chuyển xấu và đã trải qua một chu kỳ điều trị. Phát ngôn viên Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine xác nhận thông tin trên là sự thật, cho biết bà Marianna Budanova, vợ của lãnh đạo tình báo Ukraine Kyrylo Budanov, đã bị đầu độc kim loại nặng. Tuy nhiên, các bài viết không nêu cụ thể về thời gian hay ai có thể là thủ phạm. Một trang tin của Ukraine đưa tin, chất độc có thể đã được cho vào đồ ăn của bà Budanova và một số nhân viên cơ quan tình báo cũng nhiễm độc. Hiện sức khỏe của bà Budanova đã khá hơn và trong giai đoạn đầu của quá trình chữa trị. Giới chức Nga hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. AFP dẫn lời giới chức Ukraine cho biết họ đã phá vỡ hơn 10 âm mưu ám sát ông Budanov trong suốt sự nghiệp. Đơn vị tình báo quân sự của ông Budanov được coi là đứng sau một số cuộc tấn công nhằm vào Nga ở tiền tuyến. Trước đó, Moscow từng cáo buộc tình báo Ukraine đứng sau vụ nổ cầu Kursk nối Nga với bán đảo Crimea vào tháng 10 năm 2022. Ukraine hiện đang phải đối mặt với một mùa đông ảm đạm trong bối cảnh các cuộc phản công của nước này đã không đạt được kết quả như kỳ vọng. Trong khi Moscow đang gia tăng sản xuất vũ khí, còn đồng minh quan trọng của Kiev lại phải đối mặt với sự chia rẽ chính trị và bị phân tâm bởi cuộc chiến của Israel ở Gaza. Trong gần 2 năm kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Mỹ là nước ủng hộ nhiều nhất cho Kiev cả về vũ khí, tiền bạc, giúp Kiev chống lại Moscow. Giờ đây, Mỹ lại trở thành một trong những mối lo ngại lớn nhất của Ukraine khi nguồn viện trợ của Washington dành cho Kiev đang nhanh chóng cạn kiệt và sự chia rẽ trong Quốc hội Mỹ đang cản trở các gói viện trợ mới. Không ai chắc chắn liệu nó có được khôi phục hay không và nếu có thì khi nào. Lầu Năm Góc cho biết họ còn khoảng 5 tỷ USD trong quyền điều chỉnh nguồn lực tổng thống để cung cấp cho Ukraine vũ khí từ kho dự trữ của quân đội và chỉ hơn 1 tỷ USD để tái bổ sung. Với sự cạn kiệt của kho dự trữ quân sự trên khắp phương Tây và cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, giới lãnh đạo Mỹ có thể sẽ miễn cưỡng cho đi nhiều hơn những gì họ được phép mua lại. Các gói viện trợ theo quyền điều chỉnh nguồn lực tổng thống dành cho Ukraine đã giảm từ mức trung bình hơn 1 tỷ USD một tháng và mức cao nhất là hơn 5 tỷ USD một tháng vào tháng 1 năm 2023, đã xuống còn 350 triệu USD vào tháng 10 và chỉ còn 250 triệu USD trong tháng này. Một quỹ riêng biệt được gọi là sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, trị giá hơn 18 tỷ USD gần như đã cạn kiệt. Sự ủng hộ của lưỡng viện Mỹ dành cho Ukraine giai đoạn đầu xung đột đang dần suy giảm, biến thành cuộc tranh cãi đảng phái ở Mỹ. Ngày càng nhiều tiếng nói của Đảng Cộng hòa phản đối bổ sung viện trợ cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến thăm Kiev vào ngày 20 tháng 11 để trấn an Ukraine rằng Mỹ sẽ hỗ trợ cho Ukraine cả hiện tại và trong tương lai. Thế nhưng ông Austin biết rõ quyền quyết định hầu bao thuộc về Quốc hội và cán cân quyền lực trong Quốc hội nằm trong tay phe chủ nghĩa biệt lập của Đảng Cộng hòa, đặc biệt là tại Hạ viện. Kể từ tháng 9, Quốc hội đã 2 lần thông qua dự luật tạm thời để tránh việc chính phủ liên bang đóng cửa và cả 2 lần đều loại bỏ gói viện trợ cho Ukraine. Thượng viện do Đảng Dân Chủ chiếm đa số đang cố gắng phá vỡ bế tắc về gói viện trợ cho Ukraine vào tháng 12, trước khi nguy cơ chính phủ đóng cửa lại tái diễn vào tháng 1 năm 2024. Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu ngân sách bổ sung 106 tỷ USD, trong đó 61 tỷ USD dành cho Ukraine, phần còn lại dành cho Israel và các ưu tiên an ninh quốc gia khác. Tuy nhiên, Đảng Cộng hòa đang ràng buộc viện trợ cho Ukraine với các biện pháp cứng rắn hơn nhằm hạn chế tình trạng di cư từ Mexico vào Mỹ. Những nguồn tin am hiểu về vấn đề này cho hay các bên vẫn còn nhiều bất đồng. Thời gian trì hoãn càng lâu, vấn đề viện trợ cho Ukraine sẽ càng bị tác động bởi sức nóng của cuộc bầu cử đang tới gần ở Mỹ. Nếu không có thỏa thuận nào trước Giáng sinh, một số thành viên trong Quốc hội lo lắng việc phân bổ viện trợ mới có thể bị trì hoãn cho đến sau cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2024. Và nếu ông Donald Trump đắc cử, viện trợ cho Ukraine có thể chấm dứt hoàn toàn. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, Washington đã cung cấp tổng cộng khoảng 75 tỷ USD viện trợ cho Kiev và các nước châu Âu đã cung cấp tổng cộng hơn 100 tỷ USD. Mỹ vẫn cung cấp phần viện trợ quân sự cho Ukraine nhiều hơn châu Âu với khoảng 44 tỷ USD. Các nhà phân tích cho rằng việc thay thế vai trò lãnh đạo và nguồn viện trợ từ Mỹ là nhiệm vụ rất khó khăn. Joseph Borrell, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU đã kêu gọi các nước châu Âu lấp đầy khoảng trống của Mỹ trong việc hỗ trợ Ukraine nếu cần thiết. Gần đây, các nước EU đã đưa ra một loạt lời hứa hẹn mới. Đức có kế hoạch tăng gấp đôi hỗ trợ cho Ukraine vào năm tới lên 8,5 tỷ USD và sẽ cung cấp thêm hệ thống phòng không. Hà Lan, Phần Lan và Litva đều công bố các gói trợ giúp quân sự mới cho Ukraine, thế nhưng phán quyết của Tòa án Hiến pháp ở Đức có vẻ sẽ cản trở các kế hoạch tăng cường viện trợ. Đảng tự do cánh hữu cứng rắn của ông Wilder đã giành được số ghế lớn nhất trong cuộc bầu cử Hà Lan gần đây, phản đối việc gửi vũ khí. Điều này cũng đặt ra câu hỏi liệu Hà Lan có còn dẫn đầu liên minh cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine hay không. Trong khi đó, chính phủ mới của Slovakia đã tạm dừng viện trợ quân sự. Ukraine lo ngại rằng nếu không có sự lãnh đạo của Mỹ, châu Âu có thể nhanh chóng mất niềm tin. Michael Koppmann thuộc một tổ chức nghiên cứu của Mỹ cho biết, trong cuộc chiến pháo binh vì hòa bình quốc tế, Ukraine đã phải chịu đựng cơn khát đạn pháo. Theo ước tính của ông, Ukraine đã bán 220.000 đến 240.000 quả đạn pháo cỡ lớn 152mm và 155mm mỗi tháng trong mùa hè, nhưng tốc độ bắn đang giảm dần và sẽ giảm xuống còn 80.000 đến 90.000 quả đạn mỗi tháng. Cho dù vậy, những con số này còn nhiều hơn mức sản lượng mà Mỹ và các nước châu Âu hiện đang sản xuất, lần lượt là khoảng 28.000 và 25.000 quả đạn mỗi tháng. Ukraine cũng đang cố gắng thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, vốn phát triển mạnh mẽ từ thời Liên Xô, nhưng kể từ đó đã bị lãng quên trầm trọng, đặc biệt là việc chế tạo đạn pháo 155mm theo tiêu chuẩn của NATO. Một quan chức cấp cao ở Kiev thừa nhận, cho dù chúng tôi có phát triển sản xuất địa phương đến mức nào, chúng tôi vẫn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các đối tác phương Tây. Theo ông Kofman nói, nếu sự hỗ trợ của Mỹ giảm đi, Ukraine sẽ không thể tiến hành một cuộc phản công lớn khác. Các nước phương Tây từng đặt ra rất nhiều kỳ vọng vào chiến dịch phản công hiện nay và tin rằng nó sẽ tạo ra đòn giáng đủ mạnh để buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán, hướng tới chấm dứt chiến sự. Thế nhưng trong gần nửa năm qua, lực lượng Ukraine vẫn chưa thể xuyên thủng phòng tuyến Nga. Hàng tỷ USD vũ khí mà phương Tây viện trợ cho Ukraine chưa mang lại đột phá lớn nào. Giới quan sát đã nhiều lần cảnh báo về nỗi mệt mỏi Ukraine khi cuộc chiến kéo dài. Chiến dịch phản công gây thất vọng của Kiev đã khiến nỗi mệt mỏi đó trở nên nặng nề hơn. Trong cuộc bầu cử năm 2024, cựu Tổng thống Donald Trump đã và đang giữ vị trí ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, giữ lợi thế trong kịch bản tay đấu với Tổng thống Joe Biden. Trong số các cử tri độc lập, với lợi thế điểm phần trăm cao, ông Trump được tin tưởng trong một số vấn đề quan trọng, bao gồm nhập cư và cơ sở hạ tầng. Nhằm củng cố thêm niềm tin đó, tại các cuộc vận động, vị cựu lãnh đạo Donald Trump không ngần ngại chia sẻ về chính sách trị quốc của mình nếu tái đắc cử. Những người ủng hộ Trump đã nói rằng ông đang tìm cách khôi phục lại nước Mỹ trở lại vị thế trước cuộc bầu cử năm 2020, đồng thời giải quyết những công việc còn dang dở trong nhiệm kỳ đầu tiên. Để đưa ra được những chính sách đầy tham vọng này, ông Donald Trump đã tăng cường tham vấn với các cựu quan chức từng làm việc trong chính quyền của ông và gặp các chuyên gia từ những trung tâm nghiên cứu cánh hữu về chính sách điều hành đất nước tương lai. Điển hình như gần đây, ý tưởng mà ông Trump thường xuyên đề cập đến là thanh lọc bộ máy chính quyền vốn bị ông gọi là nhà nước ngầm. Chia sẻ về điều này, cựu Tổng thống đã nhiều lần nói rằng ông là nạn nhân của cuộc đàn áp chính trị sau khi đối mặt với loạt vụ truy tố cấp bang và liên bang trong năm nay. Trước những kế hoạch của vị cựu Tổng thống, giới quan sát cho rằng nếu tái đắc cử, một trong những việc đầu tiên ông Trump sẽ làm là bổ nhiệm những người trung thành vào các vị trí hàng đầu trong chính phủ, như Bộ Tư pháp, FBI, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC. Về điều này, ông Kash Patel, cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ dưới thời Trump và hiện là nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Đổi mới nước Mỹ ở Washington, đã bày tỏ quan điểm rằng cần phải có một cuộc thanh lọc ở những nơi thích hợp sau khi xem xét ai đã làm sai điều gì và khắc phục thế nào. Quá trình này có thể xảy ra với quy mô lớn ở một số cơ quan chính phủ. Theo đó, Patel đã tuyên bố kế hoạch điều hành chính phủ này không phải hành động báo thù, song phải có ai đó trong các cơ quan quan trọng chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Bên cạnh đó, ông Trump cũng chú ý nhiều đến chính sách thương mại của Mỹ. Từ khi đương nhiệm, ông đã phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và đe dọa trả đũa nhiều đối thủ thương mại, thậm chí là với những đồng minh như Liên minh châu Âu, EU và Nhật Bản. Vì vậy, giới quan sát cho rằng ông Trump có thể làm như vậy lần nữa nếu trở lại Nhà Trắng. 2 tháng trước, ông đã đề xuất tự động áp thuế với mọi loại hàng hóa nhập khẩu nhằm bảo vệ hàng nội địa, đồng thời phải quàng chiếc tròng vào cổ các công ty nước ngoài. Cụ thể, khi họ vào Mỹ và bán phá giá sản phẩm, họ phải nộp thuế, có thể là mức 10%, số tiền đó sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ. Ngoài ra, cựu Tổng thống Trump cũng chỉ trích chính sách ngoại giao của ông Joe Biden, nói rằng Hamas sẽ không bao giờ tấn công Israel và Nga sẽ không đưa quân vào Ukraine nếu ông còn nắm quyền. Theo ông, thế giới hiện bất ổn hơn so với khi mình còn nắm quyền. Cùng với đó, ông còn tuyên bố có thể mang lại hòa bình cho Ukraine trong 24 giờ. Ông nói ông biết tất cả những người chơi trên thế giới nên có thể ngăn thế chiến 3. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, mới đây, cựu Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov tại nhiệm giai đoạn 2010 đến 2014 đã nhận định rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ không chấm dứt xung đột tại Ukraine, kể cả khi ông này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Về khẳng định trên của ông Donald Trump, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky từng khẳng định ông sẽ giải thích cho ông Trump trong vòng 24 phút lý do tại sao cuộc xung đột không thể được giải quyết trong vòng 24 giờ đồng hồ. Sau đó, truyền thông Ukraine đã dẫn các nguồn tin cho biết văn phòng của ông Zelensky đã cố gắng tổ chức một cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Trump nhằm mục đích thuyết phục cựu Tổng thống Mỹ ủng hộ gói viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, lại bị các cộng sự Đảng Cộng hòa của ông Trump chặn lại tại Quốc hội Mỹ. Được biết, kịch bản ông Trump tái đắc cử chắc chắn sẽ đặt ra những câu hỏi về tương lai viện trợ kinh tế và an ninh với các đồng minh và đối tác quan trọng của Mỹ, cũng như tương lai của NATO. Sau khi Nga phát động cuộc chiến ở Ukraine, ông Biden đã nỗ lực củng cố liên minh xuyên Đại Tây Dương, nhưng ông Trump cũng từng đe dọa rút Mỹ khỏi NATO và nếu nắm quyền nhiệm kỳ 2, ông có thể sẽ tiếp tục tăng sức ép để các nước đồng minh trong khối phải tăng ngân sách quốc phòng. Về làn sóng người nhập cư vượt biên vào Mỹ, khi còn đương nhiệm, ông Trump đã không thành công xây dựng bức tường ở biên giới miền Nam. Vì vậy, ông tuyên bố nếu tái đắc cử sẽ tiến hành chính sách đối phó khắc nghiệt hơn với làn sóng nhập cư này. Để khẳng định thêm về quyết tâm của cựu Tổng thống, Stefan Mahler, vị trợ lý hàng đầu tại Nhà Trắng đã nhấn mạnh, bất kỳ nhà hoạt động nào nghi ngờ quyết tâm của Tổng thống Trump đều đang phạm sai lầm. Ông Trump sẽ giải phóng kho vũ khí khổng lồ của liên bang để trấn áp làn sóng di cư.